Đã mấy tháng trôi qua sau cái chết của người chồng, bà Phạm Thị Giống ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vẫn chưa thôi dày dứt. Ông Hoàng Trung Đông, 53 tuổi, sau khi lên cơn dại vì bị chó lạ cắn sau gần 8 tháng đã tử vong. Động viên chú đi bao nhiêu lần chú cũng không đi. Cái vết thương thì vừa mới khô vào một tí thôi, anh ấy xuống phát cái ao mà bảo ôi anh ấy đừng cứ vội nhảy xuống ao mà làm thế, nên nó sợ nó nhiễm trùng muốn ván rồi, cả chẳng biết làm thế nào đâu. Anh mà chết nó có số nữa chứ. Bà Giống và người thân càng ân hận hơn khi một người cùng xã cũng bị chính con chó lạ đó cắn, đến nay vẫn khỏe mạnh. Ông Hoàng Trung Đông này thì nhất quyết là không tiêm, nghĩa là bảo là nghĩa là không phải là dại. Thế thì cũng đi về luôn, nghĩa là sau dự bữa cơm chiều đi về. Thế còn cái người kia thì được đi tiêm. Sau khi đấy là đi tiêm thì sau một thời gian, nghĩa là 7-8 tháng, tính nó khoảng 8 tháng thì ông Hoàng Trung Đông thì có biểu hiện bệnh dại và chết. Còn cái người kia đi tiêm thì hiện tại bình thường. Trên địa bàn huyện Văn Chấn, tính đến giữa năm nay đã có 51 ca tử vong do chó dại cắn. Tất cả các ca bệnh này, người bệnh đều chủ quan, không đi tiêm phòng. Sau đó, bệnh diễn biến âm thầm và tử vong sau đó một vài tháng. Mặc dù việc tuyên truyền phòng chống bệnh dại vẫn được ngành y tế địa phương quan tâm, tuy nhiên, trình độ dân trí của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn là một trở ngại lớn khiến những ca tử vong vì chó dại cắn vẫn diễn ra. Những ca phơi nhiễm dại thì chúng tôi đều giao cho các thành viên trong ban chỉ đạo xuống tận cơ sở tuyên truyền cho người dân, và có những trường hợp là họ chưa hiểu hết về vấn đề vai trò của phòng dại, phòng của vaccine dại thì chúng tôi cũng phân tích, và nếu trường hợp mà hơi khó vận động thì sẽ ngoài phân tích thì chúng tôi có làm cái bản cam kết để yêu cầu 100% cái đối tượng phơi nhiễm dại đều được tiêm. Ngày hôm nay và có thể những ngày sau nữa, bà Giống vẫn lặng lẽ đau buồn trong căn nhà thiếu vắng đi người đàn ông trụ cột. Thưa quý vị và các bạn, dịch dại thì ở đâu cũng có và năm nào thì cũng có những diễn biến hết sức phức tạp. Thế nhưng những câu chuyện buồn như thế này có lẽ sẽ không xảy ra nếu như ý thức và sự hiểu biết của người dân cao hơn.